Xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm, một cái đứa con tinh thần mà tôi cũng cực kỳ tâm huyết trong suốt thời gian mà theo đuổi cái con trùng quế. Đó là cái sản phẩm đứa con tinh thần quyển sách, bộ sách kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch. Đây là cái sản phẩm mà tôi và cùng các cộng sự đã mày mò nghiên cứu cũng như là cho ra những cái số liệu thực tế nhất, cũng như là trải qua một cái quá trình mày mò chắt lọc, loại bỏ những cái điểm sai để đưa vào quyển sách này những cái điểm đúng để chúng ta có thể là tham khảo và ứng dụng trong cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn, mô hình vườn ao chuồng trùng quế của mình, và cho tất cả các bà con nông dân họ có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Thì cái quyển sách này gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về kỹ thuật nuôi trùng quế, bao gồm các yếu tố như là chuồng trại, kỹ thuật ánh sáng, nhiệt độ, những cái yếu tố giúp cho trùng nó sinh trưởng và phát triển tốt. Cái phần thứ hai là cái ứng dụng của con trùng quế, bao gồm phân và trùng thịt để dành cho trồng trọt. Chúng ta có những cái kiến thức về hướng dẫn xử lý trùng để làm dịch trùng quế, phân bón lá, cao cấp cho cây trồng, hướng dẫn sử dụng phân trùng quế sao cho hiệu quả đối với những cái loại cây và loại đất khác nhau, và những cái mẹo vặt trong cái việc nuôi trùng quế và ứng dụng những cái sản phẩm như bơm tia hay gọi là trà trùng để phun tưới gốc cho cây, để bổ sung hệ sinh vật có lợi cho cây. Và cái phần thứ ba là cái phần mà ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản. Thì ba phần quan trọng mà ngày xưa tôi có viết thành 3 quyển riêng, thì đây hôm nay năm 2022 thì tôi đã cải tiến liên tục và đưa 3 phần này vào quyển sách này luôn. Thì tất cả những kiến thức về trùng quế liên quan thì chúng tôi đã đưa hết vào đây, và những cái mẹo vặt trong nông nghiệp, kỹ thuật cải tạo đất, cũng như là những cái thuốc trừ sâu sinh học thảm mộc, cách làm đệm lót sinh học cho chuồng nuôi bokashi, vân vân, thì tôi cũng đưa hết vào đây. Thì mọi người có thể đặt mua quyển sách này với giá là 100.000 một quyển, và chúng tôi sẽ miễn phí ship trên toàn quốc cho quý khách hàng, quý bà con. Ngoài ra, trong quá trình mà chúng tôi nghiên cứu và tìm hiểu cũng như là nuôi trùng quế thì có rất là nhiều trại heo họ đặt vấn đề với mình, đó là làm thế nào để chúng ta có thể là xử lý phân heo tươi trực tiếp không qua hầm bioga mà có thể nuôi được trùng quế để năng suất cao và xử lý được bớt cái mùi hôi thối của cái phân heo để cho ảnh giảm ảnh hưởng đối với người lao động, người chăn nuôi. Thì tôi cũng đã mày mò và thực tế thực nghiệm cái quyển sách đứa con tinh thần tiếp theo ra đời, đó là kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân heo tươi thông qua hỗn hợp hai cái loại men sinh học, đó là VL01 dạng nước và VL02 dạng bột. Đây là hai loại men sẽ giúp cho chúng ta có thể là xử lý được những cái vấn đề bất cập trong cái phân heo mà trước giờ chúng ta chưa xử lý được. Thứ nhất, muốn nuôi được trùng quế thì cái nguồn đầu vào thức ăn của nó phải đảm bảo được các yếu tố là nhiệt độ, độ mặn, pH và cũng như là những cái yếu tố khác về vật lý như là độ sệt của phân cũng như là hàm lượng vi sinh có lợi để chúng ta có thể là ứng dụng thiệt là tốt trong cái vấn đề, đó là xử lý phân heo trực tiếp để nuôi trùng quế, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc nhưng vẫn đảm bảo là chúng ta vẫn nuôi được trùng quế và ứng dụng được trùng quế trong nông nghiệp sạch. Thì cái chìa khóa của cái quyển sách này đó chính là cái bộ men combo VL01, VL02. Vậy nó là loại men gì? Thì đối với phân heo, chúng ta tìm hiểu cái đặc tính đối tượng nghiên cứu của chúng ta trước. Phân heo nó có cái khó gì so với phân bò? Thứ nhất, phân heo nó có một cái độ đạm cao hơn phân bò rất là nhiều. Thứ hai đó là cái kích thước hạt phân cũng như là cái độ mặn của phân rất là cao, bởi vì heo công nghiệp thì người ta cho ăn cám thì cám sẽ có một cái độ muối nhất định. Thứ ba là cái yếu tố khí độc trong cái phân heo. Thì vì cái dinh dưỡng cao nên cái khí độc như HES, metan, ammonia thì nó bay lên, nó sẽ làm ảnh hưởng trùng rất là nhiều. Cuối cùng đó là cái kích thước hạt cũng như là độ mặn của phân heo. Thì chúng ta giải quyết được những cái yếu tố này, cân bằng nó với lại cái điều kiện môi trường thuận lợi của cái con trùng quế thì chúng ta sẽ nuôi được cái con trùng quế này. Thì cái bộ men combo VL01 và 02, thứ nhất cái men VL01 dạng nước là một tổ hợp những cái chủng vi sinh vật, có thể nói là probiotic của con trùng. Nó sẽ giúp kích thích cái đường ruột của con trùng và tạo ra nhiều vi sinh vật có lợi hơn để nó chuyển hóa những cái loại phân như phân heo thành những cái loại dinh dưỡng để nuôi cơ thể của nó. Thì cái men VL01 1 lít nước men gốc này chúng ta có thể pha cho khoảng 400 lít nước nhân sinh khối lên giống như những cái chế phẩm bình thường, và chúng ta sẽ đổ vào khoảng tầm 2 đến 3 khối phân heo loãng, chúng ta ủ và quấy sệt lên, và sau đó khoảng 2 3 ngày sau khi ủ chúng ta có thể múc cho trùng ăn. Sau khi cho trùng ăn thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái men bột VL02, chúng ta sẽ rải trên bề mặt sau những cái
biết trên những cái vệt phân mà chúng ta cho trùng nó ăn á, thì nó sẽ kết hợp để kích thích cho trùng sinh sản và nó ăn mạnh hơn. Đấy, nếu chúng ta kết hợp hai combo, hai cái loại men này vào thì cái hiệu quả cũng sẽ rất là tuyệt vời. Và cái quyển sách này cũng sẽ là đứa con tinh thần tâm huyết dành cho những người nuôi heo quy mô lớn, vừa và nhỏ. Giá trị của nó là 100.000 đồng một quyển, và chúng tôi cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc cho quý khách hàng. Và chính tôi, Vương Trùng Quế, sẽ là người tư vấn cũng như là chăm sóc, hướng dẫn cho quý khách hàng, quý bà con trong suốt cái quá trình ứng dụng cái bộ hai quyển sách này. Bộ hai quyển sách này là 200.000 và chúng ta sẽ miễn phí ship. Và đặc biệt hai quyển sách này tôi còn đưa vào đó là những cái thông tin, những cái bản test thành phần dinh dưỡng có trong phân trùng quế, dịch trùng quế cũng như là trà trùng quế, những cái thành phần dinh dưỡng mà tôi đã đi test ở trung tâm phân tích thực nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta dựa vào cái bản test này có thể so sánh nó với lại chất lượng những cái loại phân bón trùng quế khác trên thị trường. Có thể nói đây là cái mốc, cái ngưỡng tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá. Nếu như mà những cái công ty mà sản xuất phân trùng quế nó có cái bản test thành phần dinh dưỡng, phân trùng, hàm lượng vi sinh, vân vân, mà nó cao hơn ở trong cái bản test quyển sách này thì chứng tỏ là sản phẩm của họ rất là tuyệt vời, chúng ta an tâm sử dụng ha. Thứ hai, nếu như mà chúng ta phân tích cái mẫu phân hoặc là những cái bản test của các công ty về phân trùng quế khác mà nó có cái hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn trong so với cái bản kết quả xét nghiệm trong cái quyển sách này, thì chúng ta có thể đánh giá được rằng cái hàm lượng dinh dưỡng cái phân đó không tốt, chưa đạt để chúng ta sử dụng. Đấy. Đó cũng là một cái tâm huyết mà tôi muốn đưa vào trong sách để chúng ta có một cái công cụ đánh giá chất lượng phân. Bởi vì hiện tại trên thị trường hoàn toàn không có phân trùng nguyên chất 100%, bởi vì khi mà chúng ta nuôi trùng với quy mô lớn á, hàng trăm hàng ngàn mét vuông á, thì làm gì có chuyện mà phân trùng nguyên chất. Phân trùng nguyên chất là gì? Phân trùng nguyên chất là loại phân được thải ra từ đường ruột của con trùng và cái độ tạp chất cực kỳ thấp, dưới theo cá nhân đánh giá của tôi là dưới 5%. Tức là 5% đó là những cái hỗn hợp như là rơm rạ, rễ cây tự động nó hôi một trong suốt cái quá trình 4 5 tháng chúng ta nuôi trùng. 95% còn lại là cái lượng phân bò trùng đã được xử lý và nó tiêu hóa hết trong cái quá trình của mình nuôi. Đấy. Và phân trùng nguyên chất chỉ có ở trong môi trường thực nghiệm, thí nghiệm chúng ta nuôi trong khay thôi. Đấy. Thì sản lượng sẽ không có được nhiều. Thì trên thị trường sẽ có hai loại phân trùng chất lượng cao, tức là cái độ tạp chất dưới 5% cho phép, và phân trùng kém chất lượng, tức là phân trùng mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái phân bò mà trùng nó chưa ăn hết hoặc là phối trộn những cái phụ phẩm khác, thì đó là phân trùng không có đạt chuẩn để chúng ta sử dụng. Bản chất nó chỉ là phân hữu cơ chứ không phải là phân trùng. Thì đó là những cái thông tin mà tôi muốn đưa ra vào video này để giới thiệu cho mọi người combo hai quyển sách tâm huyết mà tôi tự biên soạn và sẽ giúp ích, tôi tin rằng sẽ giúp ích cho mọi người. Và cuối năm nay 2022 và đầu năm sau 2023 thì bộ quyển sách này sẽ được gom lại thành một quyển và được nâng cấp lên thành một quyển sách mà tôi nói rất là nhiều trong năm 2022, đó là quyển sách nói về mô hình nông nghiệp tuần hoàn, vườn, ao, chuồng, trùng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm, những cái kiến thức thực tế mà tôi chắt lọc được trong suốt cái quá trình làm việc theo đuổi cái mảng trùng quế và phân bón này. Hy vọng rằng nó sẽ lan tỏa đi hết khắp cả nước để chúng ta có thể tiếp cận và sở hữu nó để ứng dụng nó cho chính cái mô hình nông nghiệp mà chúng ta đang ứng dụng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng, quý bà con trong những cái video sau nói về nông nghiệp tuần hoàn và giá trị tuyệt vời của côn trùng quế dành cho nông nghiệp sạch. Xin trân trọng, mọi người nhớ like, đăng ký kênh video YouTube Vương Trùng Quế để chúng ta cùng nhau theo dõi những cái chuỗi series video khác nói về nông nghiệp tuần hoàn, trồng trọt, chăn nuôi và trồng quế nhé. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong những cái video sau.